Gần 350 học sinh đột ngột sốt và mệt mỏi, thành phố Hồ Chí Minh lập tổ chuyên gia. Tại hai trường học thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, số học sinh có triệu chứng ốm mệt tăng cao bất thường trong cùng một thời điểm. Các bác sĩ nhi khoa giàu kinh nghiệm được điều động ngay lập tức. Thông tin trên được Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ trong chiều ngày 28 tháng 2. Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh nhận được báo cáo về hiện tượng học sinh nghi ốm tăng cao bất thường ở trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám và trường Trung học cơ sở Lam Sơn thuộc quận Bình Thạnh. Quá trình kiểm tra giám sát ghi nhận trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 2, rất nhiều học sinh nghỉ học vì bệnh cũng như xuống phòng y tế vì sốt mệt. Cụ thể, số học sinh có triệu chứng bệnh tại trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám lần lượt là 14, 193 và 23, tại trường Trung học cơ sở Lam Sơn lần lượt là 5, 84, 17. Tổng số trẻ mắc bệnh trong giai đoạn này chiếm 11% tổng số học sinh cả hai trường. Triệu chứng chính của các em là đau họng, sốt, mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt. Ngoài ra, khoảng 10 đến 15% trẻ ốm có tiêu chảy, buồn nôn và nôn. Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, trạm y tế phường lấy mẫu ngẫu nhiên 18 trường hợp, tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2. Do hai trường có cùng nguồn cung cấp thức ăn và nước uống, Trung tâm Y tế đã phối hợp với Ban An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hai đơn vị cung cấp thực phẩm nước uống. Kết quả ghi nhận các đơn vị đều thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh. Ngay sau đó, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập nhóm bác sĩ nhi khoa nhiều kinh nghiệm do bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng nhóm. Các bác sĩ đã đến trường học thăm khám lâm sàng, xét nghiệm nhanh cúm AB với 26 trẻ có triệu chứng. Kết quả cho thấy trẻ âm tính với cúm AB. Nhóm chuyên gia nhận định nguyên nhân gây bệnh ở những học sinh này khả năng cao là do nhiễm siêu vi hô hấp, bệnh do tác nhân virus hay gây bệnh ở trẻ em như adenovirus. Đa phần diễn tiến nhẹ, tự khỏi và không cần nhập viện. Thực tế, các học sinh ở cả hai trường đã tự khỏi và không ghi nhận ca nặng cần phải nhập viện. Ngoài ra, tổ công tác cũng ghi nhận có hiện tượng một số học sinh nghỉ do trẻ hoặc là phụ huynh quá lo lắng. Đây là hiệu ứng đám đông. Sở Y tế thành phố đã yêu cầu trạm y tế phường hướng dẫn nhà trường thông tin đầy đủ, chính xác đến phụ huynh học sinh. Truyền thông khuyến cáo của học sinh rửa tay thường xuyên, ăn sạch, uống sạch, đeo khẩu trang khi bị bệnh, yêu cầu y tế địa phương tiếp tục theo dõi tình hình để kịp thời có hướng xử trí phù hợp. Các bác sĩ cảnh báo bệnh nhân hô hấp đang gia tăng, đặc biệt là ở trẻ em. Nguyên nhân do thời tiết khu vực phía Nam bất thường, có mưa giữa mùa khô, lạnh về đêm và sáng sớm, nắng nóng giữa trưa. Vì vậy, phụ huynh cần cho trẻ uống đủ nước, ngủ đủ giấc, vệ sinh mũi họng, giữ ấm cho trẻ, chú ý đeo khẩu trang nhằm tránh gió bụi, giảm nguy cơ lây nhiễm khi tiếp xúc với người bệnh bị hô hấp. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.